To avoid contact. Petroshenko is a wanted man. Isolation is his friend. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu một cái hợp đồng mới nên mà hợp đồng những cái hợp đồng kia thì mình mới phát hiện ra là mình đã hoàn thành ở cái bảng tiếng Anh hết rồi. Cho nên là bây giờ mình sẽ bắt đầu một cái hợp đồng mới luôn, mình đã chưa làm. Ở đây là giải thoát, tiêu diệt. Đây đi. À đâu. Rồi. Cho cái điểm trời ơi. Cái lùm miếng. Chơi kỳ vậy. Cái tụi này ở đâu quay? Tí thì phát hiện à. Có dòm nó đây mấy cha. What the hell? Sao còn có thằng vậy? Thằng kia đi đâu ấy nhở? Quên là mình học được cái skill phá hủy mấy cái này nè. Ủa đây nó có cái trò đu dây rồi ta. Quay vậy. Trời ơi vậy cái... Biết vậy mình đi bên kia vô luôn cho rồi, đi giết lên đây mạo hiểm làm gì trời. Cái chỗ này mình cảm giác như bọn này nó canh gác không có đông này. Không lẽ là nó không có quan trọng sao? Bên kia có hai thằng. Bộ đồ của nhân vật mình đẹp cực luôn á.
Hên quá chỗ này nó không có camera anh em ơi. Hàng khứa này ngứa mắt quá ta, chắc tha nó đi anh em ơi. Ông cố ơi, hai cái thằng nãy mình không bắn có cái nào là sai lầm không nhỉ? Ở đây có một thằng đi lẻ. Như cận chiến là không có lút xác được sao anh em ạ? Đi tiện. Đường nào đi lên ta? Bên này. I have eyes on Dorjev. You know what to do. Nói bên này ghê quá. Chắc là mình phải đi mốc đích rồi. Hơi dơ tí xíu anh em ạ, mà không sao. Cũng còn khá là đông lính bảo kê ấy nhờ. Đây, có thằng gần đây nè. Đây. Đây là vệ sĩ à. Đây chỉ là một game. Thứ hai, chưa chắc bạn đánh bại được bọn tôi. Bạn có thể chuyển sang chế độ này bất kỳ lúc nào. Tạm biệt.
Show me your face. Why? You won't have time to remember it. Sao đổi thay mặt mình trời? You have no idea who's pulling your strings, do you? Do you? Let's talk, Seeker. Do your job. Dorjiev's dead. I am sure he will be warmly welcomed in the underworld he's heading to. As always, I'll wait for an update from the exfiltration location. Quen súng lục trần đất ơi. Còn ai ở đâu báo động ta? Ê, thiệt kia chứ. Như là hết rồi chứ còn ba thằng này thôi. Biết gì nãy mình giết hết cho rồi. Ôi báo động báo điếc gì hết. Ở đây nó có cái gì này? Cái gì ta? Nghe tài liệu. Danh sách chết. Ôi hên quá chứ còn có hai thằng thôi anh em ạ. Hai thằng hồi nãy mình không giết. Trời cay thế nào. Đáp đất một cái còn có 77 máu kìa. Ướng ăn kìa. Lục này chả hiểu nhiều lúc là nó mạnh nó yếu nữa. Cay thế ngờ. Bây giờ mình phải trả cái nhiệm vụ. Đâu gần ta? Okay, bây giờ mình sẽ đi trả nhiệm vụ anh em ạ. Cho mày nổ luôn. Đây là sẽ trả nơi cái nơi để mình gửi dữ liệu đi nha bạn. Job done. On the move.